Diễn biến vụ mẹ cho Tỉnh Thất Bồng Lai quyền nuôi con rồi đòi lại, từng có văn bản muốn đòi về phải trả 10 tỷ đồng. Cụ thể, trong những lùm xùm xung quanh Tỉnh Thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ được công chúng vô cùng quan tâm, vụ đòi lại con của bà Trần Thị Mỹ Dung mới đây đã ngã ngũ. Bà Dung là mẹ ruột của bé TGB, sinh năm 2017, cho con đến Tỉnh Thất Bồng Lai làm con nuôi của bà Cao Thị Cúc năm 2019. Sau khi Tỉnh Thất Bồng Lai xảy ra ồn ào và bà Cao Thị Cúc bị bắt, đang trong thời gian phạt tù, bà Dung đã khởi kiện bà Cúc. Theo đó, bà Dung đề nghị Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên chấm dứt việc nuôi con nuôi đối với bà Cúc để bà được đón con về nuôi dưỡng. Vụ việc gây xôn xao một thời gian dài và gần đây mới có kết quả. Thông tin từ tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiều ngày 4 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đã tuyên án buộc bà Cúc và những người liên quan tại Tỉnh Thất Bồng Lai trao trả bé TGB lại cho mẹ ruột nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Trước đó, bà Dung sinh bé TGB và đăng ký khai sinh tại thị trấn Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu. Đến năm 2019, vì gia đình gặp nhiều biến cố, khó khăn trong việc nuôi con, bà Dung đã nảy ra ý định cho con đi làm con nuôi. Tình cờ xem được chương trình tìm kiếm tài năng kịch, thấy các chú tiểu được giới thiệu là trẻ mồ côi đang sống tại Tỉnh Thất Bồng Lai, bà Dung nghĩ nếu gửi con tại đây, bé TGB sẽ được chăm sóc tốt. Bà chủ động tìm đến gặp bà Cúc để cho con. Bà Dung cho biết bà quyết định đòi lại bé TGB vì lầm tưởng Tỉnh Thất Bồng Lai là một ngôi chùa chuyên nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn để làm từ thiện. Sau khi biết Tỉnh Thất Bồng Lai không phải cơ sở thờ tự tôn giáo theo quy định của pháp luật, bà cảm thấy thất vọng. Bà Dung cũng bày tỏ lo ngại chuyện Tỉnh Thất Bồng Lai thường xuyên đưa hình ảnh của bé B lên mạng xã hội, có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý của bé về sau. Mặt khác, bà Cúc đang thi hành án phạt tù nên sẽ không có điều kiện nuôi dạy bé B. Ngoài ra, bà Dung cũng tố bà Cúc đã làm sai với thỏa thuận khi giao nhận bé B làm con nuôi. Khi giao con, bà Cúc nói có thể đến thăm bé thoải mái. Thế nhưng khi làm xong thủ tục, bà Dung chỉ thăm con được vài lần, sau đó thì không được vào thăm nữa. Cơ quan chức năng như công an, tòa án đến làm việc thì cơ sở này không mở cửa, không hợp tác. Còn bà Dung và mẹ của bà đến thăm bé TGB trong thời gian bà Cúc đi tù cũng không được những người đang sống tại đây cho phép. Tất cả những điều này thôi thúc bà Dung theo đuổi hành trình đầy nước mắt tuyệt vọng để đòi lại con ruột. Trước vụ ồn ào đòi con của bà Dung, phía Tỉnh Thất Bồng Lai còn nhận nuôi một bé khác từ một người mẹ không có khả năng kinh tế. Trong văn bản cho con nêu lý do của người mẹ vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên cho đứt bé vĩnh viễn cho ông Lê Tùng Vân và muốn đòi về phải nộp 10 tỷ đồng. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức chấn động đáng chú ý trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.